Xin chào hai bạn. Lâm Cúc, Mai Hồng Vân, Dòng Hùng Thuận, Chi Trang, Bi Gặp, Việt Hòa, từ cái này. Em đã được tiếng Việt. Hả? Em đã được tiếng Việt chị. Tiếng Kinh chứ hả? Em là người ED. ED. Đó, dạ đúng ED rồi. ED thì đây là em nói được tiếng Kinh, đúng không? Tiếng mình là gọi là tiếng Kinh đúng không? Tập Kinh. Dạ dạ dạ. Em là Hờ Hoa Ni, đến từ Đắk Lắk, năm nay 29 tuổi. Hờ Hoa Ni à? Dạ. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Còn anh chồng. Chào em. Chào anh Quốc, chào Giang. Em là tên là Lương Hành Giang, quê ở Bình Dương. Công việc của em là thịt ngon cung bắt đấy. Về có cảm thấy đúng không? Em cái nhà em nói tiếng Kinh dở hơn vợ ấy. Thưa quý vị, cho chàng vỗ tay để cổ vũ cho anh. Chắc có lẽ là lấy vợ là người ED cho nên bây giờ là quen ở tiếng ED. Đúng rồi. Chắc cũng thấy vậy là vậy đó. Rõ bằng cô vợ. Đó. Rồi mời em giới thiệu lại. Em là Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Lương 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 Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Rồi tiếp tục. Quê ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương. Công việc. Công việc là thịt ngon quốc tế, công ty Lamason. Đó, đây là công việc của bạn là gì? Thịt ngon quốc tế á. Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á. Thực phẩm á, thịt ngon. Dạ. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon đúng không? Hôm nay rất là vui bởi vì đây là một cô dâu người dân tộc đầu tiên đến tham gia với chương trình. Đúng rồi. Cho nên là anh Thuận anh rất là phấn khích. Và bây giờ thì xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay với cô dâu AD. Ngọc bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? Dạ, này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED. Dạ, chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng. Mặc bộ này là để đi bắt chồng? Đúng không? Dạ. Nếu không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ, cũng bình thường mà này tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình. Dạ. Có thể kể sơ về cái tục mà bắt chồng á. Đi bắt chồng là sao? Bắt chồng ha. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi, thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Đấy là bên đàn trai có thể đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi, dạ. Trời ơi, ước gì mình được sống cái thời đó. Trời ơi, tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi. Trời ơi. Nhưng mà mẹ em thường á là cái phong tục này như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng. Thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo. Nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Là cỡ bao nhiêu ta? Giờ chị nuôi biết coi nhiêu một con. Tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới. Tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình đó thách cưới thì khoảng tầm 40. 40 triệu. 40 triệu. Đó chỉ là mới hỏi sơ thôi. Xong rồi mình qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn. Còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm thì trả sau. Dạ. Wow. Nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em có phải mất tiền về cái chuyện mua chồng không? Dạ cũng có. Tại vì em nói là đợi cuối năm cưới. Mà cuối năm nó công việc của em vậy, em đi làm vậy nó nhiều việc lắm. Xong kêu thôi nếu mà được tháng sau cưới luôn. Kêu là xin mẹ, kêu nói mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi bắt đầu quyết định phải em ứng trước đó. Ứng hết nhiều cỡ. Tại vì đợi nó cũng không có biết đếm nhiều nữa, cứ đi chụp hình cưới để rút ra cưới, đi xe để lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều đang biết sao không? Đã hỏi trả chưa? Ta đầu nhỏ dùng đó. Dạ bọn nó nè. Dạ. Trả tôi cho đó. Thì đúng là em cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Lời lớn không? Nhưng mà sau khi cưới rồi, bao lâu có em bé? Tụi em mới có đây 2 tháng à. Nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em bé ra đời chưa? Dạ, hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi. Anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết bia, bọt, rượu, chè đâu hết. Dạ có nhỉ. Lâu lâu. Lâu lâu thôi, bạn bè thôi. Ông né rồi, ông nói là nếu mà chồng có uống, vợ ngăn lại liền, không có cho uống.
Tại vì có một đợt mà trên Bình Dương đám giỗ mà ổng xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn. Một tay em cầm lái, một tay em dịp người say. Trời ơi, dôi mà bả. Ảnh đi làm, không vợ đi làm. Ủa, trưa em về ổng thấy ông chồng đâu, hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi. Hỏi em hôm qua biết chuyện gì không? Không biết gì hết. Ủa sao về nhà biết được không? Không biết. Kêu vợ chở, biết là vợ chở thôi. Mà cho từ đó là ổng cũng thề chắc không uống được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha. Nghe, đó là sau khi cưới về, bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không? Ngon à. Vậy cái người hiền như vậy thì có thật xấu không? Dạ, ảnh là được xấu thì cũng không có. Được cái là thương vợ. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, nói chung không phải làm gì hết á. Ảnh làm hết? Dạ, ảnh làm hết. Chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi. Mà cái là hơi cọc tính thôi. Người gì mà cọc tính hả? Không, nói là nói những cái câu trống không. Em thì anh thích ngọt. Ví dụ như câu trống không sao? Giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa để đâu. Quá đâu. Chấm công. Đó. Không có chủ em, ngữ. Không có chủ ngữ, về ngữ là em không có thích. Nghe chưa. Ngồi giờ tới ông đó. Vậy em có điều đi làm trong công việc á, như khách hàng nóng tính rồi á. Không biết chữ ai á, cái giờ cái nhắc tên cho chào á, chữ chồng. Đó, vậy đó. Nóng tính coi như là dựng cái chém thớt đó. Em là chuyên môn là bị làm cái thớt bị chém á, đúng không? Đúng rồi. Đó là đi làm về cái chiều á, rồi cầm đi máy điện thoại lên phải để ý. Đó là hết nhắc nó sẽ được bị chữ rồi. Em bị chữ hoài vậy hả? Cách 2-3 ngày vậy đó. 2-3 ngày cái... Chửi bằng miệng. Không bao giờ thốt nên lời. Em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi. Thí dụ, chửi sao đâu? Thì chữ... Mày... Nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ, khổ sở vậy đó. Khổ sở đôi khi là qua tin nhắn. Tin nhắn mà nhắn dài học luôn. Trời. Nhắn dài sọc luôn á hả? Ừ. Chửi chắc đã hơn. Rồi có bao giờ em nhắn lại không? Em hỏi là ủa cái chuyện gì vậy? Đâu có kiếm gì vậy đâu mà đi nói ra này kia. Có vậy thôi. Mỗi lần nhắn là ông có nhắn dài không? Ổng không nhắn là em chửi nữa. Những lúc chửi xong thấy tội, nhưng mà về nhà thì em là vẫn ngọt. Chửi nhưng mà vẫn cưng chồng. Dạ, cưng được, trời ơi. Chỉ có nhắn tin thôi là em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm. Có thấm không? Thấm luôn vậy. Rồi giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Mong sao ổng nhanh hơn chút xíu để mà kịp theo nhịp sống Sài Gòn nè. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Để tính tình thôi. Tính tình thôi. Đi làm mà được. Đừng có nhắn tin đó. Đừng có nhắn tin nữa. Đi là đừng có nhắn tin đây, chửi chào nó mắng lên đây nữa. Chửi thẳng luôn, đừng nhắn tin nữa, mệt mỏi. Mệt mỏi. Thật ra bây giờ á nè. Tất nhiên dễ sợ. Thật ra bây giờ em phải làm sao cho bé hạ cái việc nhắn tin lại. Đừng cho giận lên nữa, tại vì bị ảnh hưởng tới em bé. Bây giờ chị thấy vậy nè ha. Em á, mặc dù em có sống ở Sài Gòn đi chăng nữa thì là cái cội nguồn á, cái mà gọi là cái tập tục á, mang cái cách sống của chế độ mẫu hệ đó. Cái đó là chị nói thực sự là như vậy luôn. Và vợ em á sẽ rất khó bỏ cái chất đó trong người. Em hiểu ý chị không? Nhưng mà theo chị thấy là không nhất thiết phải bỏ. Là bởi vì như vậy cổ mới thành công trong công việc. Và mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình lấy một người con gái dân tộc AD với một cái truyền thống người ta như vậy là mình phải chấp nhận. Có nghĩa là cổ sẽ là trụ cột gia đình. Cái đó em phải nhìn nhận thôi chứ em đừng có đòi hỏi chồng em làm trụ cột. À đúng không? Đúng rồi. Thì mà khi em đã nhìn nhận ra cái điều đó rồi thì em phải thấy rằng á, rồi á, thì em sẽ hiểu được là nếu em đi ra ngoài xã hội, ở ngoài em làm, ở nhà có một người chồng như thế này để sát cánh với con của em thì em sẽ yên tâm. Cho nên là chị nghĩ là em đừng đòi hỏi anh quá nhiều. Có nghĩa là sức anh tới đâu anh sẽ làm đến đó. Em hiểu ý chị không? Và em phải nhìn nhận cái điều đó. Đó thì mình thương chồng mình hơn, mình yêu chồng mình hơn. Để sau này chi chồng mình á thương con mình, lo cho con mình, mình yên tâm mình đi làm. Hả? Chứ giỏi không? Ok không? Ok. Tụi em hạnh phúc nha. Dạ. 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 Dạ.